I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi lại bé gái. Một cô bé rất là xinh xẻo đúng không? Nói chung là nhân vật này thì mọi người đều rất là thích chơi. Nhưng mà người chơi thì cần phải sáng suốt một tí, đừng có ám lung tung, rồi đừng có ra là dùng giấy hồi đàn các thứ là được. Thế cá nhân mình thấy nhân vật này rất là mạnh, mặc dù đã giảm rồi nhưng mà cái sự khó chịu của nó lúc nào cũng có, đúng không? Ví dụ như mình có thể là ám đồng đội của mình khi mình có thể nhận ra được trận đấu của mình nó đầy đủ hết tất cả mọi thứ rồi, ví dụ như là máy đủ rồi, đúng không? Rồi mình có thể là chạy ra cover cho đồng đội cũng rất là ngon. Ngày xưa thì các bạn có thể thấy tham gia cái event ác mộng thì tính ra là 5 đứa hành hunter chứ phải 4 thôi nha. Một đứa nó ám vô rồi, đúng không? Nhưng mà cá nhân mình thì mình vẫn thích chơi trò này, nhân vật này. Nghe bạn bè bảo Joseph thì tranh thủ núp. Thực ra thì núp rồi thôi, chứ nếu như mà Joseph lên cái nhánh 50 giây nhìn thấy người thì chắn là cũng núp đâu cũng vậy à. Chỉ cơ bản một điều là nó có tới đây nó bắt được mình hay không thôi. Trời sao lâu dữ vậy trời. Bên kia cũng đang núp kìa, mọi người thấy không? Ủa sao lâu vậy à? Không chụp ảnh đi. Nhưng mà cũng phải công nhận một điều là khi mà mình ám cho người khác và mình sửa máy phụ họ thì phải thật sự sửa rất là nhanh. Thật sự luôn. Đây để hai người sửa máy cho nhanh. Đúng rồi đó, Joseph gặp bác sĩ đuổi là mình thấy hợp lý, quá hợp lý luôn. Ủa sao không phụ mình sửa luôn? Nhưng mà bác sĩ gặp và được Joseph thì nói chung là bị đuổi cũng hơi cực. Bởi vì cả cái giai đoạn trị thương bị chia làm 3 lần. Cho nên là cái việc mà các bạn trị thương thì nó rất là cần thiết. Chứ nếu như mà đối với những nhân vật hunter khác thì chỉ thương 0.25 máu thôi cũng đã đủ để mà có thể đi cai hunter được một đoạn xa rồi. Còn Joseph thì nó gây ra máu lẻ mà bắt buộc là mình phải chỉ thương hết luôn thì mình mới có thể tiếp tục cai tiếp được. Trời ơi, chứ nói thiệt chứ gặp Joseph thì bác sĩ khỏe trong những giai đoạn mà Joseph không đuổi thôi, chứ nếu mà nó đuổi thì cũng phải cố gắng vừa chạy vừa tiêm, không thì cũng hơi mệt đúng không? Eo ơi, sao mà sửa chậm thế nhở? Một cái máy ảnh đây rồi một cái hộp nhạc, xong rồi thêm cả sửa cũng được bao nhiêu đoạn rồi, cuối cùng cũng không kịp máy. Trang phục B này mình dùng thẻ xanh mình đổi, đổi ngay mình dùng thôi. Nói chung là nhiều lắm. Hôm nọ sang bên Nhật ấy, để mà mở cái cầu lai ấy, trời ơi tôi nói thẻ xanh xài hết một năm trời, dùng không hết luôn á. Hiện tại trong cái kho của mình thì đang có 60 cái thẻ xanh. Trời ơi. Mặc dù là mình cũng rất là thích mua bộ trang phục vĩnh viễn này xài cho nó sướng, nó đỡ mất thẻ, nhưng mà mình có thì mình cứ dùng thôi. Không thì mình cũng có thể tách lấy đá cũng được, nhưng mà không thích. Tại gần đây thì trang phục B nó cũng rất là đẹp. Sắp tới đây thì có thể thấy một bộ trang phục B của bé gái. Nó mang theo màu xanh biển, màu cam, nhiều màu lắm. Đủ gì vậy? Bạn ơi, đi vô vùng nhạc mà chơi. Rồi. Ok nha. Đây, để mình đi cứu cho, mình có nhánh 6. Trước kia thì mình thấy mang nhánh 9 ngon, giờ mình thấy nhánh 6 cũng được. Ổn áp phết. Thấy không? Cơ hội tới, đi chụp ảnh. Rồi. Núp không là nó thấy nó chém hai đứa tiêu luôn á. Tức ghê, tôi tới tôi cứu luôn nè. Ôi dồi ôi, né thế rồi vẫn đánh trúng, tài thật đấy. Rồi xong chị vũ công luôn. Đây để mình vô mình cứu.
thiệt chứ mình muốn thế giới ảnh nó cứ mở vầy hoài luôn á, chạy ra chạy vô luôn đi. Chứ thấy bộ trang phục đẹp, đi vào đây công nhận xinh xẻo thật sự luôn á. Màu nó đậm đà hơn, nó giống như là tô canh mà cho thêm bột ngọt vô vậy đó. Thấy dấu chân sợ jump scare quá. Đây là tới chị gái. Chị gái của mình đó. Hiếu em anh chị ơi. Sắp tới có một bộ trang phục Only Echo của bác sĩ nữa. Trời ơi đẹp cực luôn. Mình thấy những cái nhân vật đời cũ nó ra rất là lâu lắm rồi. Free luôn đúng không? Nhưng mà cái độ hot của nó lúc nào nó cũng dồi dào. Ủa sao thoát được vậy? Cái độ hot của những cái nhân vật như thế này không bao giờ tàn thật sự. Hay quá, vừa chị thương xong. Chị vô công ơi, chị đi cẩn thận. Đẹp rô á, coi chừng đừng có nhảy. Không thèm đuổi bác sĩ. Bác sĩ kiểu chiếm lấy em đi mà không, nó không thèm quan tâm luôn á. Đây là mình phụ, mình ám vô bạn nè. Hai người hai máy là ok rồi. Đó, giờ ui ui rồi ôi. Gì đây? Đi ra kia chơi. À đừng đừng. Đừng. Rồi xong luôn. Ôi đi tele đi sửa máy. Để cho ai cứu đi. Cái skill này thì nói chung là phải đừng cứ để nghe tim ấy, là các bạn mới dùng mới được. Rồi ai đi cứu Vũ Công đi. Bác sĩ à? Đó, kịp máy rồi đó. Hay quá, mình vô thế giới ảnh mình cứu luôn. Nên nhớ phải cứu song song cả hai thế giới nha. Đừng có để cứu có một ngoài vậy, lát nữa hết thế giới ảnh lại gục ra nữa đó. Ok. Ok. Trời ơi. Eo ơi sao gì mà nó ám con nhỏ nữ vô công ghê. Ơi trời ơi, để mình quay trở lại mình cứu thêm một lần nữa, không là bà nữ vô công lại gục. Ok nha. Nè lại đây mà chém nó đi. Và mọi người lưu ý là khi mà cái máy nó đang nổ, đang chuẩn bị nổ rồi mà còn đúng một máy ấy, thì các bạn nổ luôn nhá. Những cái bạn nào mà cảm giác là ổn thì binh kích hoạt máy móc hóa cho người nổ nổ luôn. Chứ nếu như mà đợi hết thế rảnh là máy đang trong giai đoạn chuẩn bị nổ mà nó hết thế rảnh là nó bị tụt năng lượng xuống ngay vào luôn ấy. Vậy cho nên là chơi mà gặp Joseph phải lưu ý về vấn đề này. Ủa bên kia đang đông như chảy hội ấy. Không, chị đừng bút công đây. À, nó tới rồi, tới rồi, tới rồi. Biến đi. Sang kia nó hốt xác nữ vũ công cho coi. Nhìn dấu chân sợ quá, thật sự luôn á. Ráng chị ơi. Ơ, à, nó qua đây nữa rồi. Thực ra thì mình tele qua bên kia cũng được thôi. Cái skill của bà bé gái này á, nó dâm lắm mọi người ơi. Nó cảm thấy không ổn, nó tele nó chuồn ngay vào luôn. Nhiều khi Hunter. Rồi rồi. Nó thấy mà nó cũng phải bất lực. Á à! Tới rồi. Đừng. Tha cho bé, đừng để bé đai. Biến đi, đúng rồi, đi qua bên đó chơi đi. Khiếp khủng. Mấy cái xe ngoài đường nó ồn kinh khủng luôn á. Làm lúc mà mình thấy tiếng xe ngoài đường nó to, mình phải nói gọng, nói vọng nó to hơn nữa lên để cho át cái tiếng xe đi, chứ nó ồn kinh khủng luôn. Nhà ở gần mặt đường quá cũng khổ. Biến liền, biến ngay vào luôn. Và vâng, ôi dồi, ôi dồi. Và mọi người lưu ý là cái giấy nó bị delay nhá. Không phải ném ra nó có hiệu ứng liền như là giống như sọ của mỹ nhân đồ đâu. Các bạn phải canh sao nó gần tới chỗ mình khoảng 3-4 bước chân các bạn ném giấy ra là vừa. Trời ơi, tôi còn đúng một tờ giấy nè.
biến đi. Cú. Ủa? Sao nhìn có vẻ không giống mang mắt đỏ quá vậy? Ê, nó không mang mắt đỏ. Trời ơi, má ơi, làm tôi chạy nãy giờ. À mà cũng đúng mà. Sao mà không chạy được? Ừ, đi đi. Xe ô tô mà ồn như quỷ. Thôi, dừa giết gì nữa. Ai mua dừa không? Ok, vậy là mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha. Bye bye.